Ngày 4 và 5 tháng 7, Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Tại đại hội, ông Trần Lê Duy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đánh giá cao những kết quả mà Ban chấp hành Công đoàn Khu Kinh tế Tây Ninh khóa 3 đã triển khai và đạt được, vượt 12 trên 12 chỉ tiêu. Trong đó, có những chỉ tiêu đạt rất cao. Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028 này, xác định 3 khâu đột phá đó là tập trung thương lượng đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể, cũng như là tập trung thương lượng về cái vấn đề về tiền lương, về điều kiện làm việc và thời gian làm việc. Cái khâu đột phá thứ hai đó là tập trung xây dựng cái đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, và đặc biệt là cái đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp nhà nước đáp ứng được cái yêu cầu cái nhiệm vụ trong tình hình mới. Cái vấn đề thứ ba đó là thực hiện cái chuyển đổi số toàn diện, trong đó thì quan tâm đến công tác về tài chính công đoàn để đoàn viên người lao động được vay các cái từ các cái nguồn chính thống, tránh xa cái tình trạng tín dụng đen, góp phần cho cái đoàn viên, đời sống của đoàn viên người lao động ngày một tốt hơn. Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh hiện có 214 công đoàn cơ sở trực thuộc với 107.663 đoàn viên trên tổng số hơn 117.000 công nhân lao động.